Xin chào các bạn đã đến với video của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về môn vi sinh vật học thực phẩm. Chúng ta sẽ tìm một số câu trắc nghiệm về chương 2 ha. Đó là những chương về dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển của các loài vi sinh vật. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ giải trước là phần cơ bản. Ở đây là do cái sách cũ, đúng nó mới là chương 2, dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển. Câu 52. Trong công nghệ lên men, nguồn carbohydrate nào không được sử dụng làm cơ chất cho sự tăng trưởng của vi sinh vật? Thì đó chính là cellulose, do vi sinh vật không hấp thu được cellulose. Vi sinh vật chỉ ăn được tinh bột, nè đường và dịch thủy phân tinh bột thôi. Câu 52. Hầu hết vi sinh vật và hoại sinh gây bệnh và hoại sinh phát triển tốt ở nhiệt độ bao nhiêu ha? Là từ 35 đến 37 độ C. Đó là những vi sinh vật gây bệnh và vi sinh vật hoại sinh. Nhiệt độ cao nhất mà vi sinh vật có thể chịu được á, đối với các loài gây bệnh á, ở đây là tối ưu ha. Nhiệt độ cao nhất đối với các loại gây bệnh là từ 50 đến 60 độ C và nhiệt độ thấp nhất là từ 8 đến 10 độ C. Những lưu ý này thì các bạn nên note lại đi ha. Tiếp theo câu 53, các nguyên tố thiết yếu, các bạn nhớ là thiết yếu cho nhu cầu sinh trưởng của vi sinh vật là CHO và N. CHO và N ha. Các bạn nhớ là chọn CHO và N. Câu 54. Vi sinh vật cần các chất tăng trưởng để phát triển. Các chất tăng trưởng nó có thể là các chất tăng trưởng thì là gồm tất cả các yếu tố này luôn ha. Đó là các vitamin, các gốc kiềm purine, pyrimidine, các axit béo, các thành phần của màng tế bào. Chúng ta sẽ chọn câu D ha. Câu 55. Hoạt độ nước là gì? Hoạt độ nước là lượng nước tự do có trong thực phẩm. Các bạn nhớ có chữ tự do, đây là chữ từ khóa của mình ha. Hoạt độ nước là lượng nước tự do trong thực phẩm. Tiếp theo là câu 56, hoạt độ nước càng tăng khi nào ha? Hoạt độ nước thì càng tăng khi tăng nhiệt độ và thành phần các chất hòa tan giảm. Ở đây mình có một cái lưu ý, AW tăng khi mà nhiệt độ tăng và cái thành phần hòa tan giảm. Còn AW giảm thì khi mà nhiệt độ giảm và các thành phần hòa tan tăng. Đây là ngược lại với nhau ha. Vậy chúng ta sẽ suy ra được AW là hoạt độ nước nè, nó sẽ tỷ lệ thuận với nhiệt độ ha, và tỷ lệ nghịch với thành phần hòa tan. Hoạt độ nước tỷ lệ thuận với nhiệt độ và tỷ lệ nghịch với thành phần chất hòa tan. Câu 57 ha. Phát biểu nào sau đây là đúng ha? Hầu hết các vi khuẩn gram âm cần hoạt độ nước cao để sinh trưởng. Đây là một câu hoàn toàn đúng. Gram âm chúng cần hoạt nước rất là cao. Hầu hết các vi khuẩn gram dương cần hoạt độ nước thấp so với các vi sinh vật khác để sinh trưởng. Câu này là sai. Cái con vi khuẩn nào nó cũng cần hoạt độ nước cao để sinh trưởng hết. Vi khuẩn chịu hạn cần hoạt độ nước cao nhất so với các nhóm vi sinh vật khác để sinh trưởng là sai. Đã nó tên là chịu hạn. Chịu hạn thì là hoạt độ nước thấp nhất thôi. Hoạt độ nước thấp nhất thì nó cũng có thể sinh trưởng được ha. Các loại nấm sợi có nhu cầu về nước cao hơn các loại nấm men là sai. Chúng ta có ngược lại, nấm men có nhu cầu hoạt độ nước cao hơn nấm sợi. Thì nấm men là vi sinh vật, còn nấm sợi là các loài nấm thôi, nấm mình ăn á. Câu 58. Sản phẩm nào của quá trình phân giải loco theo con đường đường phân? Các bạn nhớ phân giải loco sẽ trải qua ba con đường nha các bạn. Một con đường là đường phân hay còn gọi là glycolysis. Còn hai con đường kia thì mình sẽ đề cập sau. Tại vì cái tên nó cũng dài. Một cái là đường EMB, một cái con đường là đường Eto, đường ED. Sau này đến chương 4 mình sẽ phân tích kỹ hơn. Thì sản phẩm của quá trình phân giải glucose theo con đường đường phân, nó chưa ra gluco liền luôn nha, nó sẽ ra piruvat. Đầu tiên nó sẽ ra piruvat hay gọi là acid piruvate.
Tiếp theo là câu 56, 59. Nấm men phân giải hexo, hexo là đường sáo, trong điều kiện yếm khí nha các bạn. Khi pH bằng 4,5 sẽ tạo ra gì? Nó sẽ tạo ra ethanol là rượu. Nếu mà phân giải đường trong điều kiện yếm khí pH 4,5 sẽ tạo ra rượu ethanol. Các bạn nhớ các điều kiện này nha. Về câu 60, nguồn enzyme được quan tâm chính trong quá trình thủy phân làm nước tương. Nước tương thì có một enzyme, đó là enzyme rotea. Rotea là enzyme cắt các acid amin, cắt đạm á. Còn enzyme amila là cắt đường. Amila thì sẽ có trong nước bọt của mình, nó sẽ phân cắt các đường. Còn lipase là enzyme thủy phân chất béo. Lipase này là enzyme thủy phân chất béo ha. Còn pectina là enzyme giúp mà làm cho cái nước quả của mình nó trong hơn. Nước quả, nước rượu vang rồi đó, bỏ có enzyme pectina thì nó làm trong hơn. Câu 61, người ta nuôi cấy vi tảo để làm thực phẩm vì sao ha? Vì trong vi tảo có hàm lượng protein rất là cao. Vi tảo làm thực phẩm, vi tảo có nhiều enzyme rất là cao. Đó là câu đáp án của mình. Câu 62 này có thi rồi nha các bạn. Thì năm ngoái mình đã thi câu 62 này nè. Cái câu nào mà mình có khoanh tròn lại là câu đó có thi. Trong quá trình nhân sinh khói nấm men, canh trường bắt buộc phải được cung cấp như thế nào? Cung cấp oxy. Nếu mà nấm men, mình sẽ nói thêm cho các bạn về nấm men luôn. Nấm men hay còn dùng là nấm men bánh mì, hay còn gọi là Saccharomyces cerevisiae, thì nó sẽ có hai quá trình nấm men ha. Một là nếu mà có oxy thì nó sẽ tạo ra sinh khói. Còn nếu mà kỵ khí không có oxy, mình đã gạt bỏ oxy vậy nè, là lên men trong quá trình kỵ khí sẽ tạo ra CO2. CO2 thì sẽ là trong bánh mì vậy các bạn. Bánh mì làm cho bánh mì nó nở bung lên. Còn trong sinh khói này để là sản xuất những cái gói men để làm bánh mì. Cho nên là cái nấm men nó có hai cái quá trình lên men ha. Nếu mà có oxy sẽ tạo ra sinh khói để tạo thành men bánh mì. Còn nếu mà không có oxy sẽ lên men kỵ khí hay là lên men yếm khí để tạo ra CO2. CO2 giúp cho bánh mì của mình nó nở ra. Các bạn thấy có chữ sinh khói như thế này thì nó sẽ là oxy. Tiếp theo là câu 63 ha. Thời gian của pha lắc. Pha lắc là pha như thế nào? Dài hay ngắn phụ thuộc vào trong quá trình nuôi cấy liên tục có mấy pha ta? Nó sẽ có pha đầu tiên là pha lắc nè. Sau đó là pha lót. Pha lắc là pha khởi đầu, pha lót là pha phát triển, và pha cân bằng. Và pha cân bằng và cuối cùng là pha suy vong. Nếu trong quá trình nuôi cấy liên tục thì chỉ có 3 pha. Và nếu trong quá trình nuôi cấy không liên tục, hay còn gọi là nuôi cấy phân mẻ, thì nó sẽ có đầy đủ 4 pha này, là sẽ có pha suy vong. Pha lắc là pha tiền phát, pha lóc là pha phát triển, pha cân bằng là số lượng tế bào sinh ra bằng với số lượng tế bào chết đi, và cuối cùng là pha suy vong là cái tế bào chết đi nhiều hơn tế bào sinh ra ha. Thì đầu tiên là pha lắc. Thì thời gian của pha lắc nó thường có cái dốc như thế này, biểu đồ nè. Pha lắc, lóc, cân bằng, suy vong. Thì thời gian của pha lắc dài hay ngắn sẽ phụ thuộc vào tuổi của giống cấy và sẽ là cái chất lượng của giống cấy ha. Cái tuổi nó càng cao càng nhiều, hoặc là cái lượng nó càng chất lượng càng cao thì thời gian pha lắc sẽ càng ngắn hơn. Câu này có thi nha các bạn. 64 có thi luôn. Nguyên nhân dẫn đến sự chết dần của vi sinh vật ở trong pha suy vong gọi là sao? Trong pha suy vong là pha chết này nè các bạn. Thì nguyên nhân là do các chất dinh dưỡng bị cạn kiệt và các sản phẩm trao đổi chất gây càng tăng. Câu 65 ha.
Đường cong tăng trưởng của quy luật sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật trong quá trình nuôi cấy liên tục thì nó sẽ ra ba giai đoạn là pha lắc, pha lóc và pha cân bằng. Còn nuôi cấy phân mẻ thì trải qua bốn giai đoạn luôn: lắc, lóc, cân bằng và si vong. Nuôi cấy tĩnh, các bạn nhớ nuôi cấy tĩnh hoặc là nuôi cấy phân mẻ ha, thì có sẽ trải qua bốn giai đoạn. Đây là cái mình đã nốt lại nè. Nuôi cấy liên tục là ba giai đoạn, còn nuôi cấy tĩnh hay là gọi là phân mẻ là bốn giai đoạn. Câu 67. Câu 67 này ha. Mấy cái ông xây nhà này có duyên ghê luôn á. Câu 67, từ một tế bào nấm men sau 16 lần phân bào thì số lượng tế bào nấm men sẽ là. Thì các bạn chỉ cần lấy 2 mũ 16 thôi nha. Một lần phân từ một tế bào nè, sau một lần phân bào sẽ ra được hai tế bào. Vậy mình sẽ lấy cấp số nhân 2 mũ cái số lần phân bào này, 2 mũ 16 ra câu A. Này hồi đó lớp 12 các bạn học rồi á. Đó là quá trình nguyên phân N lần thì lấy 2 mũ N. Câu 68, sinh khối nấm men không được ứng dụng trong đâu? Thì sinh khối nấm men sẽ không được ứng dụng trong sản xuất axit acetic nha các bạn. Thì sinh khối nấm men sẽ được ứng dụng trong các loại sản phẩm sau đây, như là sản xuất bánh mì nè, là sẽ sản xuất bia và sản xuất ethanol ha. Câu 69, vi sinh vật trong thực phẩm thường được ưa sử dụng nguồn nitơ nào nhất? Đó là nguồn protein, hay là cái nguồn mà nó dễ dùng nhất là nguồn acid amin, hay là các amino acid á, thì nó sẽ ưu tiên sử dụng các nguồn này hơn, sau đó mới là nguồn amoni và nitrat, và cuối cùng là nguồn nitơ đối với các vi sinh vật có khả năng cố định nitơ trong không khí ha. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta là protein, nhưng mà chính xác hơn nữa là acid amin. Câu 70, đối với vi sinh vật chất nào không thuộc các nhóm chất tăng trưởng? Đó là các acid amin ha. Thì các chất tăng trưởng có thể là vitamin nè, acid béo, các loại kiềm, purin và miribirin ha. Câu 71, trong công nghiệp người ta thường sử dụng nguồn nguyên liệu nào để sản xuất axit acetic là giấm ha? Trong công nghiệp thì người ta sẽ thường dùng ethanol để sản xuất axit acetic. Tiếp theo là câu 72, hiện tượng sinh trưởng thêm xuất hiện trong giai đoạn si vong. Nguyên nhân của giai đoạn hiện tượng này là sinh trưởng thêm ha. Nó đang như thế này, cái nó xuống ha. Nhưng mà nó sẽ còn một phần nữa. Đây người ta gọi là hiện tượng sinh trưởng thêm, và có thể nó hơi nhưng mà cuối cùng nó sẽ xuống. Thì cái phần mình đã tô màu xanh này là cái gọi là sinh trưởng thêm. Đến đây là suy vong rồi nè. Nhưng mà trong pha suy vong thường thường có hay hiện tượng sinh trưởng thêm. Nó lú lên một chút. Không, cái này mình đang vẽ là sinh trưởng kép rồi. Sinh trưởng thêm nó tới đây thôi. Tới đây là hết phần sinh trưởng thêm ha. Là các tế bào còn sống tiếp nhận chất dinh dưỡng từ những tế bào tự phân và phân chia vài lần trước khi chết hết ha. Đây là hiện tượng sinh trưởng thêm cái đoạn này thôi. Các bạn sẽ tham khảo thêm trong giáo trình. Và câu này là đã có thi nè. Trong quá trình lên men ở nuôi cấy tĩnh, người ta thu nhận sản phẩm trao đổi chất bậc 2 ở giai đoạn nào ha? Giai đoạn thái trào hay còn gọi là suy vong. Người ta muốn thu nhận sản phẩm trao đổi chất bậc 2, người ta sẽ thu nhận ở giai đoạn suy vong. Còn người ta muốn thu nhận sinh khối, người ta sẽ lấy trong giai đoạn ổn định ha. Rất đơn giản nè các bạn. Đây là pha lắc, pha lóc ha, đây là pha phát triển ha. Còn đây là pha ổn định là sinh khối nhiều nhất. Ổn định còn xa suy vong sẽ chúng ta sẽ lấy sản phẩm trao đổi chất bậc 2. Các bạn vẽ cái sơ đồ cho nó dễ. Người ta sẽ lấy sinh khối ở pha ổn định và sản phẩm trao đổi chất bậc 2 ở pha suy vong. Câu 75, quá trình phân giải hexo xảy ra ở đâu trong tế bào nấm men? Nó là xảy ra trong ti thể ha.
Nè, trong khi thể sẽ lấy hexoluco pH 4,5 tạo thành ethanol. Câu 76. Đây là phần nâng cao là nó khó hơn nha các bạn. Câu 76. Môi trường nuôi cấy có hàm lượng các chất khoáng cao. Điều kiện lý tưởng cho nhóm vi sinh vật nào sau đây tăng trưởng? Chất khoáng nha các bạn. Chất khoáng thì nó sẽ thích hợp cho nấm men và nấm mốc. Nó thích chất khoáng lắm. Trong sản xuất bột ngọt, glutamate người ta thường cho chất nào sau đây? Để cho Corynebacterium glutaminum làm chất tăng trưởng ha. Chất tăng trưởng của bột ngọt là chỉ có biotin thôi. Từ 5 tế bào E. coli ban đầu được nuôi cấy trong môi trường nước thịt. Sau 4 giờ, số tế bào E. coli là bao nhiêu? Biết một thời gian thế hệ là 15 phút ha. Thì đầu tiên, 5 tế bào ban đầu được nuôi cấy trong 4 giờ. 4 giờ mà một thời gian thế hệ là 5 phút ha. Thì mình sẽ tính như sau. Một thế hệ là một phân chia một lần là 15 phút. Chỉ 1 giờ sẽ là có phân chia 4 lần. Và 4 giờ. 4 giờ thì nó phân chia. Mười sáu lần ha. Các bạn chỉ cần lấy 2 mũ 16 là ra câu của câu A. Các bạn có thể tính lại ha, hoặc là mình sẽ tính lại câu này. Tại vì hiện tại mình không có máy tính cho nên cái cách suy luận là như vậy. Trong 1 giờ nó sẽ phân chia 4 lần. Vậy trong 4 giờ nó sẽ phân chia bao nhiêu lần ha? Mình sẽ lấy cái tế bào đó nhân cho 2 mũ mấy nó lên thôi. Các bạn bấm kiểm tra là đáp án giúp mình ha. Cách làm là như vậy thôi. Câu 79. Sản phẩm trao đổi chất ức chế sinh trưởng của vi sinh vật, người ta đưa ra biện pháp gì để khắc phục ha? Tại vì cái sản phẩm trao đổi chất á, nó sẽ sinh ra một số các loại như là axit ha. Axit đồ, mấy cái chất mà các vi khuẩn đồ chúng ta không thích sử dụng á, thì mình sẽ làm như thế nào? Thì mình sẽ kết hợp các biện pháp lại với nhau. Kết hợp chúng ta có thể thọt một cái gậy vào khuấy, hoặc là chúng ta có thể sục khí và tiến hành nuôi cấy liên tục ha. Khuấy trộn và sục khí. Cái khuấy trộn và sục khí là để bổ sung oxy cho mình ha, và nuôi cấy liên tục và là bổ sung chất dinh dưỡng vô cho môi trường nuôi cấy của mình. Chúng ta sẽ kết hợp cái câu này là mình vừa thi học kỳ trước nè, các bạn chú ý ha. Đến câu 80, dưa cải muối chua là quá trình lên men của nhóm vi khuẩn sinh axit lactic. Axit lactic là các sản phẩm như là sữa chua nè. Và rau cải muối chua. Là axit lactic, còn axit acetic đó là giấm của mình nè. Câu 82, hiện nay nguyên liệu chính để sản xuất nước tương ở nước ta là gì? Là bánh dầu đậu phộng ha. Bánh dầu đậu phộng là sao? Là cái bã đậu phộng. Đậu phộng à. Là cái bã đậu phộng đã sau khi ép hết dầu. Ép hết dầu. Chỉ còn cái bã khô của đậu phộng thôi. Là nguyên liệu để sản xuất nước tương. Tại sao ha? Tại sao? Tại vì nếu mà có cái thành phần chất béo ở trong đó thì nó sẽ rất là dễ tạo ra các, nếu mà lên men bằng HCl trong quá trình nhiệt độ cao á, mà có nhiều chất béo á, sẽ sinh ra là một cái chất rất là nguy hiểm là 3MCBD. Cái chất này có khả năng gây ngộ độc, gây ung thư cho mình nếu ăn tích lũy ha. Thì bây giờ các bạn chỉ biết là sản xuất nước tương thì chúng ta sẽ thường dùng bánh dầu đậu phộng thôi. Câu 82, hệ vi sinh vật trong quá trình lên men nước mắm là vi khuẩn đường ruột trong ruột cá ha. Câu 83, trong môi trường có hàm lượng đường cao, nhóm vi sinh vật nào phát triển tốt nhất là nấm men và nấm mốc.
men và nấm mốc nó rất thích đường ha. 84. Tại sao trong quá trình lên men rượu nếp, nồng độ cồn chỉ đạt khoảng tối đa 12%? Tại vì ethanol và các sản phẩm trao đổi chất khác ức chế ngược lại quá trình sinh trưởng và lên men của nấm men. Tiếp theo là phần chương 4 ha. Vi sinh vật ứng dụng lên men trong thực phẩm thì mình sẽ làm cái này là mình sẽ làm trong các video kỳ sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây là phần trắc nghiệm chương 2, dinh dưỡng sinh trưởng và phát triển của các loài vi sinh vật. Nếu thấy video hay, các bạn có thể cho mình một lượt đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau.